vịt con xấu xí, đây có lẽ được xem là truyện cổ tích nổi tiếng nhất về loài thiên nga, với cái mỏ đỏ, bộ lông trắng muốt, với một dáng vẻ kiêu sa. Ngoài ra thiên nga còn có thêm màu sắc gì khác không? Thức ăn chính là gì? Nơi sinh sống? Để giải đáp những câu hỏi trên, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chúng nhé. Thiên nga là một nhóm chim nước cỡ lớn thuộc họ vịt, cùng với ngỗng và vịt. Thiên nga và ngỗng có quan hệ gần gũi, cùng được xếp vào phân họ ngỗng, trong đó thiên nga làm thành tông Simni. Đôi khi, chúng được phân loại thành một phân họ riêng có tên là Simnina. Thiên nga thường kết đôi và sống với nhau suốt đời. Tuy nhiên việc ly dị thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đặc biệt sau khi thất bại trong việc làm tổ. Số trứng trung bình trong mỗi ổ là 3-8. Về màu sắc, các loài thiên nga ở Bắc bán cầu có bộ lông trắng muốt, nhưng các loài thiên nga ở Nam bán cầu có màu lông trắng và đen. Loài thiên nga đen của Úc có màu đen hoàn toàn, ngoại trừ vài lông trắng trên cánh của chúng, còn loài thiên nga cổ đen Nam Mỹ như tên gọi của chúng có cổ màu đen. Hầu hết thiên nga có chân màu ghi đen đậm, ngoại trừ hai loài ở Nam Mỹ, có chân màu hồng, màu mỏ của chúng rất đa dạng. Bốn loài sống ở vùng cận Bắc Cực có mỏ đen, với những mảng vàng bất quy tắc. Các loài khác có mô hình, phân màu đỏ và đen xác định. Thiên nga có chiều dài từ 125 đến 170 cm và sải cánh từ 205 đến 275 cm, khối lượng thường là trong khoảng 7,4 đến 14 kg. Khối lượng kỷ lục được xác nhận là 15,5 kg và mỏ dài từ 9,2 đến 11,6 cm. Loài thiên nga trắng và thiên nga cổ đen có một cái bướu ở phần gốc của mỏ trên. Thiên nga trắng được nhắc đến trong nhiều khía cạnh văn hóa châu Âu. Câu chuyện nổi tiếng nhất về thiên nga có lẽ là truyện cổ tích Vịt con xấu xí. Thiên nga trắng được xem là nguyên thủy nhất trong chi Singhuk ở Nam bán cầu, với tập tính uốn cong cổ và xù cánh cũng như màu sắc mỏ và đặc điểm bướu chỉ ra rằng họ hàng còn sống gần nhất của chúng thực ra là loài thiên nga đen. Thiên nga là biểu tượng của tình yêu và lòng chung thủy vì tập tính ghép đôi suốt đời. Thiên nga còn được tôn thờ trong nhiều tôn giáo và nền văn hóa, đặc biệt là đạo Hindu. Thiên nga kiếm ăn trên đất liền và dưới nước, thức ăn chủ yếu là cỏ, rễ, củ, thân và lá của các loại cây thủy sinh và bán ngập. Trong môi trường nuôi nhốt thì thức ăn cho thiên nga là ngô, cám, lúa, tương tự như thức ăn cho vịt và ngỗng. Thời gian sinh sản của chúng trong năm thường là từ tháng 3 đến tháng 4. Mỗi năm thiên nga đẻ từ 10 đến 15 trứng, ấp nở trong vòng 40 ngày, tỷ lệ ấp nở khoảng 70%. Ở Việt Nam thiên nga đã được một số trang trại đưa vào chăn nuôi và có giá cho các bạn tham khảo là thiên nga trắng có giá 55 đến 60 triệu đồng một cặp, thiên nga đen có giá 35 đến 40 triệu một cặp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Anh mèo đen chỉ có thể mang đến cho cả nhà một số thông tin cơ bản về loài chim này. Nếu bạn nào có thêm thông tin tốt hơn về loài chim này xin hãy góp ý cho mình thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và nhấn chuông để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.